Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 29 tháng 8 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Nếu như bạn còn đang không ngớt lời chê bai thậm tệ chiếc điện thoại đến từ BKV khi bán với mức giá gần 10 triệu đồng mà chỉ được trang bị chip Snapdragon 625, RAM 3GB thì mới đây, một chiếc điện thoại khác cũng với cấu hình này đã được ra mắt tại Việt Nam với mức giá không tưởng lên tới 15 triệu đồng. Không ai khác, đó chính là BlackBerry Key One, smartphone có mức giá cao cấp của BlackBerry sở hữu thiết kế thanh lịch và sang trọng. Đặc biệt nổi bật với bàn phím QWERTY, chữ danh ở bên dưới phần màn hình, tích hợp hệ thống phím bấm tắt đặc trưng, khả năng vuốt điều hướng và cảm biến vân tay ngay trên phím cách. Bên cạnh đó, Key One vẫn được trang bị màn hình cảm ứng 4.5 inch, tỷ lệ 3:2, cụm camera chính 12MP và viên pin 3.505mAh. Máy sẽ chính thức lên kệ vào tháng 9 tới. Vừa mới ra mắt Galaxy Note 8 chưa được bao lâu, Samsung đã quyết định bổ sung thêm một màu mới cho flagship vừa ra mắt của mình, mang tên Star Pink. Với phiên bản này, Galaxy Note 8 sẽ mang trên mình màu sắc hồng phấn vô cùng nữ tính. Bên cạnh đó, Samsung cũng bổ sung thêm màu hồng khác có phần đậm đà hơn cho mẫu Galaxy S8 Plus của hãng. Tuy nhiên hiện tại, hai phiên bản nữ tính này mới chỉ được bán ra tại Đài Loan mà thôi. Nối tiếp truyền thống của mình, Galaxy Note 8 tiếp tục là chiếc smartphone xếp đầu bảng đánh giá về màn hình của DisplayMate với số điểm A+. Theo DisplayMate, Galaxy Note 8 có khả năng hiển thị màu chính xác 100% dải DCI P3, độ sáng cũng cao hơn 22% so với S8, tối đa có thể đạt lên tới 1240 nits và góc nhìn rộng hơn. Một số thứ nhất của màn hình Galaxy Note 8 là gam màu ở chế độ Native Color Gamut rộng nhất, độ sáng tối đa cao nhất, tỷ lệ tương phản với ánh sáng môi trường cao nhất, mức độ phản chiếu hình ảnh thấp nhất và biên thiên độ sáng giữa các góc nhìn thấp nhất. Trên các thiết bị cao cấp của Samsung gần đây, màn hình vô cực chính là điểm nổi bật nhất và được xem là chuẩn mực trong thiết kế của ngành công nghiệp di động trong những năm trở lại đây. Và có vẻ như chuẩn mực cao cấp này sẽ được Samsung đưa xuống các thiết bị có mức giá rẻ hơn trong năm tới. Theo một tin đồn gần đây, màn hình vô cực rất có thể sẽ được trang bị trong loạt smartphone Galaxy A2018 sắp tới. Và nếu đúng thì điều này cũng không phải là lạ, khi dòng Galaxy A luôn là dòng sản phẩm nhắm tới thiết kế và luôn được thừa hưởng tinh hoa từ các thiết bị flagship của Samsung. Cũng đến từ Samsung, nhưng lần này lại liên quan đến đối thủ của hãng là Apple. Sau sự kiện ra mắt Galaxy Note 8, ông Kim Jong-gi, tổng giám đốc Samsung Vina đã tiết lộ trong một buổi phỏng vấn là flagship iPhone 8 sắp tới sẽ sử dụng màn hình OLED do chính Samsung sản xuất. Đặc biệt hơn cả, những tấm nền OLED này sẽ được sản xuất ngay tại nhà máy Samsung Bắc Ninh. Ông Kim Jong-gi cũng khẳng định Apple không còn đối tác nào đủ sức cung cấp linh kiện lớn đến như vậy, ngoại trừ Samsung. Bất chấp cái tin đồn gần đây cho rằng Apple sẽ đặt hàng một phần lô màn hình OLED từ LG. Ngoài ra, một tin đồn cũng cho biết thêm, rất có thể Apple sẽ cho ra mắt các mẫu smartphone mới của mình trong ngay sự kiện vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai.